Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tôi là biên tập viên Nhật Minh. Còn tôi là biên tập viên Vi Dung. Chương trình ngày hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2016 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Người dân Mỹ đang bỏ phiếu bầu tổng thống nhiệm kỳ tới. Cuộc đua giữa ông Trump và bà Clinton đang diễn ra rất gay gắt. Đêm qua, người dân Hà Nội co ro đón đợt rét mạnh đầu tiên của mùa đông. Còn ở các tỉnh phía Bắc, người dân đang lo lắng trước nguy cơ đàn gia súc chết rét. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đang tính đến việc cấm hoạt động karaoke đến hết năm 2016. Việc này liệu có trái luật? Các chủ quán karaoke phản ứng thế nào? Mỗi năm nước ta có cả 100 người bị chết và bị thương vì trượt lở đất, hàng vạn hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Liệu đã có giải pháp nào mới giúp bảo vệ người dân trước loại hình thiên tai này? Người dân Syri với những nỗ lực sinh tồn trong vùng chiến sự. Từ 18 giờ ngày 8 tháng 11 theo giờ Hà Nội kéo dài đến suốt đêm qua và sáng nay ngày 9 tháng 11, đông đảo cử tri trên khắp nước Mỹ đã xếp hàng bỏ phiếu cho ngày bầu cử. Nhiều người trong số họ đã chờ từ trước trong thời tiết khắc nghiệt. Khoảng 6 giờ sáng ngày 8 tháng 11, tức là 18 giờ theo giờ Hà Nội, tất cả các bang của nước Mỹ đã mở cửa phòng bầu cử để cử tri bỏ phiếu bầu chọn tổng thống mới sau một cuộc vận động tranh cử được đánh giá là căng thẳng kịch tính nhất từ trước đến nay. Đến nay, hơn 46 triệu cử tri Mỹ, một con số kỷ lục, đã bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện hoặc tại trạm bầu cử. Trong thống kê mới nhất của CNN từ các cuộc thăm dò cho thấy, ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton đang dẫn trước ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump ở khoảng cách 46% và 42%. Cho đến sát giờ bỏ phiếu, kết quả thăm dò của Economist YouGov cho thấy ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton được 45% số cử tri ủng hộ, nhiều hơn đối thủ Donald Trump 4%. Về số phiếu đại cử tri, tính toán của Reuters State of the Nation cho thấy bà Clinton sẽ đạt 303 phiếu và ông Trump chỉ được 235 phiếu. Mức tỷ lệ trung bình của các cuộc thăm dò được trang Real Clear Politics thống kê vào sát giờ cho thấy bà Clinton đạt 47,2% mức ủng hộ so với 44,2% của ông Trump. Kết quả cuối cùng sẽ bắt đầu được công bố từ 19 giờ, tức là 7 giờ ngày 9 tháng 11 theo giờ Hà Nội. Bà Hillary Clinton mới đây đã tham gia thử thách mannequin, tức là đứng im như pho tượng trên máy bay khi bà vừa kết thúc chiến dịch vận động để trở về thành phố New York của Mỹ. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton cùng với cựu Tổng thống Bill Clinton và ca sĩ John Bon Jovi cùng với cộng sự trong chiến dịch tranh cử đã xuất hiện trong thử thách mannequin để kêu gọi cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 khi bà trên máy bay từ Bắc Carolina về New York đêm 7 tháng 11. Đoạn video được quay vào sáng sớm 8 tháng 11 mang thông điệp đừng ngồi yên, hôm nay hãy đi bỏ phiếu. Tất cả ekip của bà Clinton có mặt trong đoạn video đều đứng im như pho tượng trước khi cùng bật cười và vỗ tay rồi chuyển đi thông điệp kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu. Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vào sáng sớm ngày 8 tháng 11 theo giờ Mỹ và đang cùng chờ đợi kết quả của cuộc bỏ phiếu từ các cử tri Mỹ. Trước đó, hai vị ứng viên tranh cử tổng thống này đã đi bỏ phiếu cùng gia đình mình tại New York như tất cả các công dân Mỹ khác. Đúng 8 giờ sáng ngày 8 tháng 11 theo giờ địa phương, bà Hillary Clinton có mặt tại điểm bỏ phiếu ở trường trung học Graffin, Chappaqua, New York. Khác với bộ đồ đỏ rực bà mặc trong ngày vận động tranh cử cuối cùng 7 tháng 11, cựu Ngoại trưởng Mỹ xuất hiện với bộ vest màu kem giản dị. Bà Clinton điền lá phiếu của mình tại New York, đây vốn là một bang xanh có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ, vì vậy đây không phải là nỗi lo đối với bà. Trong khi đó, ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng Hòa mặc vest, cravat xanh sáng màu cùng với vợ là Melania Trump. Sau khi quyên góp một ít tiền để mua bánh trong trường học nơi có điểm bỏ phiếu, ông Trump được hỏi chiến dịch vận động tranh cử của ông đã biết gì về thống kê sớm từ các bang chiến trường. Eric Trump, con trai của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump, vừa vi phạm luật bầu cử của thành phố New York khi đang công khai hình chụp phiếu bầu có tên ứng viên Tổng thống được lựa chọn lên mạng xã hội Twitter.
Eric Trump đã đăng tải ảnh chụp phiếu bầu của mình lên mạng xã hội Twitter, vi phạm luật bầu cử của New York có từ năm 126 năm nay. Chỉ 4 giờ sau đó, bức hình đã bị con trai tỷ phú gỡ bỏ. Theo luật bầu cử của New York, cấm các cử tri khoe công khai nội dung trên phiếu bầu đã lựa chọn của mình với bất kỳ ai. Điều luật này đã được áp dụng từ 126 năm nay. Một nhóm cử tri đã tìm cách thay đổi luật này, đề nghị thẩm phán liên bang cho phép người dân New York chụp ảnh tự sướng với phiếu bầu của mình vào ngày bầu cử. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị bác bỏ vì lý do ưu tiên lợi ích công cộng thay vì lợi ích của từng cá nhân nhỏ lẻ. Theo lời thẩm phán, việc đăng nội dung phiếu bầu sẽ trì hoãn quá trình bỏ phiếu cũng như không đảm bảo sự nhất quán và công bằng của kết quả bầu cử. Hải quân Mexico mới đây đã tịch thu hơn 220 kg cocaine được giấu bên trong con lăn nặng được sử dụng để nghiền đá tại cảng Manzanillo, bang Colima. Theo đó, con lăn đã được vận chuyển trên chiếc tàu Đan Mạch gắn cờ Laura Marex và dự kiến cập bến cảng Manzanillo. Được biết, sau khi kiểm tra tàu container đến từ Arica, Chile, các nhà chức trách đã phát hiện ra 130 gói cocaine được giấu bên trong các con lăn. Trước đó, Bộ Hải quân Mexico thông báo đã thu giữ hơn 500 kg cocaine và bắt 3 đối tượng vận chuyển mang quốc tịch Mexico trên một chiếc tàu nhỏ ngoài khơi bang phía nam Chiapas. Một vụ đánh bom nhắm vào Tổ chức gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc ở phía đông của nước Cộng hòa Dân chủ Congo vừa xảy ra khiến cho một em nhỏ thiệt mạng, 32 nhân viên gìn giữ hòa bình bị thương. Hãng tin Reuters cho hay một bé gái 8 tuổi và một nhân viên gìn giữ hòa bình đã bị giết chết trong vụ nổ. Tuy nhiên, những nhân chứng có mặt tại hiện trường thì cho rằng có tới 3 nhân viên gìn giữ hòa bình bị giết. Hiện vẫn chưa có báo cáo thương vong chính xác. Vụ nổ xảy ra khi nhân viên gìn giữ hòa bình đang chạy bộ buổi sáng ở thành phố Goma. Được biết, các cuộc tấn công với các thiết bị nổ rất hiếm xảy ra ở Congo và sẽ khó để tìm ra ngay lập tức người nào chịu trách nhiệm trước vụ việc này. Hiện các nhà điều tra Congo và Liên Hợp Quốc đang cố gắng điều tra vụ việc. Thưa quý vị, lúc này thì không khí lạnh đã hoàn toàn chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc. Trời rét sâu với mức nhiệt dưới 20 độ C ở vùng đồng bằng và rét dưới 10 độ C ở các tỉnh vùng núi. Dạng thời tiết này còn duy trì trong 3 ngày nữa nên người dân cần phải giữ đủ ấm khi đi ra đường. Tại vùng núi phía Bắc hôm nay vẫn có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 40mm. Thông thường những lần trước chỉ phần đầu không khí lạnh gây mưa sau đó sẽ rét khô. Nhưng đợt này khác khi có một trường gió ở trên tầng cao duy trì. Cả ngày thời tiết âm u, rét sâu với mức nhiệt dưới 10 độ C ở vùng đồng bằng giữ ở mức 18 độ C. Theo dự báo hôm nay và ngày mai là hai ngày rét nhất, nắng không xuất hiện trong ngày. Sự thay đổi thời tiết đột ngột sẽ khiến nhiều trẻ không kịp thích nghi và rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Các bậc phụ huynh cần lưu ý giữ ấm cho trẻ vào thời điểm đến trường buổi sáng và giờ tan tầm buổi chiều để tránh cảm lạnh. Chiều tối ngày hôm qua, mùng 8 tháng 11, miền Bắc đã đón thêm một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh hơn tràn xuống khiến cho nhiệt độ thủ đô Hà Nội giảm mạnh, trời chuyển rét. Thời tiết Hà Nội trong chiều và đêm đã chuyển rét kèm theo gió và có cả mưa. Dưới cái lạnh đến khá nhanh thì người dân thủ đô đã đón nhận đợt rét đầu tiên này như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Cuộc Sống 24 giờ. Thưa quý vị, thời tiết Hà Nội sáng nay thì vẫn khá là ấm áp, nhưng mà đến chiều tối nay thì đợt không khí lạnh đầu tiên đã chính thức tràn về. Ở nhiều người dân đi làm đã khá bất ngờ với thời tiết này. Mặc áo mưa đi trên đường phố hoặc dùng bất cứ đồ dùng gì có thể để chống lại cái lạnh đến bất ngờ là hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên tất cả các con đường của thủ đô Hà Nội trong tối qua. Nhiều người đi làm từ sáng không kịp chuẩn bị nên khá bất ngờ với thời tiết, vì thế vẫn phong phanh với những chiếc áo mỏng. Trên đường phố, đa phần người dân đã phải sử dụng những chiếc áo khoác dày của mùa đông. Quá bất ngờ, sáng thì nóng, chiều tự nhiên giông bão, gió to, lạnh. Mưa quá bất ngờ luôn, trong vòng một lúc mà đã gió to lạnh như thế. Nó thay đổi, thấy người nó mệt hơn mọi hôm hơn. Nhưng mà sau, từ lúc mà đến giờ, bây giờ cảm thấy người nó quen khí hậu rồi, đỡ đi, nói chung là thoải mái. Với thời tiết mưa gió chuyển mùa như thế này thì chúng ta chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi. Nhưng đâu đó ở những con phố vẫn có những người lao động miệt mài để mưu sinh. Cái lạnh đến bất ngờ dường như cũng ảnh hưởng đến nhịp sống của cặp vợ chồng tuổi đã cao này. Hai ông bà vẫn làm việc như hàng ngày. Thỉnh thoảng lạnh, ông lại co ro tranh thủ hút điếu thuốc cho ấm người. Mới chiều hôm nay chậm hơn, gió lạnh, khách ăn nó vắng hơn, gió quá. Không khí lạnh tràn về,
khiến nhiều người dân Hà Nội đi trên đường cảm nhận được mùa đông đã thực sự đến. Những năm vừa qua, mỗi khi xảy ra rét đậm rét hại trên địa bàn của tỉnh Lạng Sơn thường có hiện tượng gia súc chết hàng loạt. Tại Mẫu Sơn, mặc dù năm nay bà con đã chủ động phòng chống rét cho trâu bò, không để gia súc ngủ trong rừng. Tuy nhiên thì phương tiện chống rét còn thô sơ, cộng với việc một bộ phận còn thiếu hiểu biết khiến cho nỗi lo mất đi cái đầu cơ nghiệp vẫn luôn thường trực. Ghi nhận của các phóng viên VTC14 tại Lạng Sơn. Từ chiều ngày hôm qua, khi nền nhiệt giảm xuống rõ rệt, kèm theo mưa, ông Triệu Trầm Hiên ở thôn Khuổi Cấp, xã Mộc Châu, huyện Lộc Bình đã vội vã ra đồng dắt trâu về nhà. Việc đầu tiên khi về đến nhà là đốt lửa sưởi ấm cho trâu, dù chẳng biết hiệu quả đến đâu. Chỉ biết rằng, sau đợt rét đậm, rét hại hồi năm ngoái, cũng với cách chăm sóc này thì đây là con trâu duy nhất còn sống sót trong tổng số đàn trâu bò 14 con của gia đình ông. Lạnh và hàng tháng, chết mà 3 con. Trâu bò. Mùa đông năm ngoái, ông Hiên đã không đi đuổi trâu về, phần vì nghĩ để trâu trong rừng có nhiều cỏ tươi ăn hơn, phần vì chủ quan không tích trữ trước rơm rạ. Năm nay dù cẩn thận hơn, song có vẻ kinh nghiệm bảo vệ gia súc trong giá rét của ông không có gì cải thiện. Trời, ông trời là không biết nói thế nào. Nó lạnh trời lạnh người mới làm thế nào đâu. Ở thôn Khuổi Cấp có 24 hộ với hơn 150 con trâu bò thì không ít các gia đình rơi vào tình trạng tương tự. Nguồn thức ăn dự trữ không có, các hộ có chuồng trại cho gia súc thì chủ yếu vẫn là mô hình chuồng trại thô sơ, không đảm bảo. Chiều trưa rồi mới thả một lúc thôi, không có gì ăn được. Thì không có kiểu gì chăm sóc được, có lạnh thì khó khăn thôi, xem chỉ có chiên giúp thế nào có cái gì sửa được không cho nó lạnh khỏi mùa lạnh này thôi, mùa đông trời này. Mặc dù mới chỉ vào đầu mùa rét, nhưng nỗi lo đàn gia súc chết rét trong mùa đông vẫn luôn trực chờ, nhất là khi mà nhận thức của người dân ở các thôn bản vẫn hạn chế và điều kiện kinh tế cũng chưa thể đáp ứng. Ngay sau khi vụ cháy nghiêm trọng tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Hà Nội làm 13 người chết, các cơ quan chức năng ở Hà Nội đã tiến hành tổng kiểm tra các quán karaoke trên địa bàn. Và kết quả đến giờ này có thể khiến người dân thủ đô có thêm lý do để lo lắng khi đa số các quán karaoke đều không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Theo Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, toàn quận có 88 cơ sở kinh doanh karaoke đăng ký hoạt động và 11 cơ sở hoạt động không phép. Đến ngày hôm qua, mùng 8 tháng 11, quận Cầu Giấy đã kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh này, phát hiện 61 biển hiệu quảng cáo không đúng quy định che chắn lối thoát nạn. Tại quận Đống Đa, hầu hết các cơ sở kinh doanh karaoke không có lối thoát nạn thứ hai theo quy định. Phần lớn các quán có biểu hiện quảng cáo đèn quảng cáo lấp kín mặt tiền. 20% cơ sở không bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy định kỳ, không có thiết bị chiếu sáng chỉ dẫn lối thoát nạn. Đặc biệt 22 trên 27 cơ sở chưa được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Còn quận Hai Bà Trưng cũng có 18 cơ sở kinh doanh karaoke. Công tác kiểm tra sẽ tập trung vào việc xử lý tháo dỡ triệt để các biển quảng cáo phát hiện sai phạm về phòng cháy chữa cháy. Sau vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, Hà Nội là 13 người thiệt mạng. Dư luận vô cùng lo lắng về tình trạng nguy hiểm mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại các quán karaoke. Bên cạnh việc cho kiểm tra, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tháo dỡ các biển quảng cáo khổ lớn sai phép tại các quán karaoke, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn cho biết là đang xem xét đến việc tạm dừng hoạt động karaoke đến hết năm 2016 để rà soát điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, liệu Hà Nội có quyền cấm toàn bộ các quán karaoke trên địa bàn hoạt động hay không? Nếu một lệnh cấm như vậy được ban hành thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các quán karaoke an toàn và đủ điều kiện kinh doanh? Từ khi Hà Nội siết chặt việc quản lý, kiểm tra việc phòng chống cháy nổ, thì hoạt động kinh doanh của các quán karaoke có phần điều hưu hơn trước. Quản lý một quán karaoke lớn trên đường Đê La Thành cho biết, cuối tuần vẫn có khách đến hát, tuy nhiên không nhiều và khách vẫn có tâm lý lo sợ. Trước thông tin Hà Nội đang cân nhắc việc tạm dừng hoạt động kinh doanh tất cả các quán karaoke trên địa bàn, hầu hết các chủ quán karaoke đều lo lắng và cho rằng việc này sẽ gây tổn thất lớn cho quán. Hơi khó khăn đấy, bất cập. Ví dụ như mình có thể là kiểm tra bên cái thành phố này thì 10 ngày nửa tháng, một tháng hay như thế nào
một tháng thì quá chết, thì đừng nói là hai tháng hay là cấm, rất thiệt hại rất nhiều. Ví dụ như tiền thuê nhà, điện nước, nhân viên thì bây giờ cũng sắp cuối năm tới nơi rồi, bây giờ mà lại không có công ăn việc làm, thì bây giờ nhân viên đang làm quen môi trường này mà bây giờ mà cấm toàn thành phố như vậy thì thất nghiệp rất nhiều. Vì qua hôm nay thì bên em cũng có nhận được cái chỉ thị đi học phòng cháy chữa cháy về trang thiết bị như thế nào, từng tầng như thế nào, nghe vậy hợp lý. Tuy nhiên, xét về mặt pháp lý, việc tạm dừng để xem xét, chấn chỉnh lại những cơ sở kinh doanh trong việc tuân thủ quy định của pháp luật không có gì trái luật. Theo tôi trước hết là có thể nói là đây là có thể là một giải pháp tình thế thôi. Chứ cũng không ai muốn làm việc này. Bởi vì thực ra đây là quyền của công dân, quyền của tổ chức được kinh doanh. Thì chúng ta làm như này thì có thể nói vô hình chung cũng tác động quyền lợi hợp pháp của rất nhiều tổ chức mà họ hoạt động một cách chính đáng, đúng pháp luật. Tuy nhiên là có thể nói sau cái vụ việc hỏa hoạn vừa rồi thì nó để lại hậu quả rất lớn về mặt con người, về mặt tài sản cũng như về mặt dư luận của quần chúng nhân dân về cái trật tự trị an trong thành phố. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng trong trước mắt thì có thể cái việc cấm này cũng có thể xem xét một cách có thể nói là hợp lý. Thế tuy nhiên là đây chúng ta nghĩ là đây chỉ là có thể nói là phần ngọn thôi. Còn phần gốc là có thể nói là thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh, karaoke cũng như cơ sở kinh doanh dịch vụ khác để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Chứ không chỉ là mỗi một đợt khi có hậu quả chúng ta mới ra quân. Cái chỉ thị này tôi nghĩ rằng đây nó chỉ là một cái gọi là cái thời gian khoảng bước đệm để chúng ta siết lại kỷ cương để kiểm tra lại hệ thống. Thì sau khi mà hoàn thiện rồi chúng ta lại cho hoạt động bình thường. Ngày hôm qua, mùng 8 tháng 11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, trước mắt thành phố chưa quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động karaoke nhưng dừng cấp phép kinh doanh loại hình dịch vụ này, đồng thời sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở karaoke nếu đủ điều kiện mới được phép tiếp tục hoạt động. Tiếp theo là một thông tin y tế rất đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua mùng 8 tháng 11, Bộ Y tế vừa thông qua kết quả thử nghiệm lâm sàng cho vaccine phối hợp sởi rubella. Theo đó, Việt Nam đã sản xuất thành công loại vaccine này. Dự kiến năm 2017, vaccine sởi rubella sẽ được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng để tiêm miễn phí cho trẻ em. Đây là vaccine mRNA đầu tiên được chuyển giao công nghệ sản xuất thành công tại Việt Nam. Tháng 3 năm 2016, vaccine mRNA do Polivac sản xuất đã được thử nghiệm lâm sàng và được đánh giá là an toàn, hiệu quả cho người sử dụng. Trong thời gian tới sẽ hoàn thành các thủ tục liên quan đến cấp phép lưu hành sản phẩm để có thể cung cấp vaccine mRNA cho chương trình tiêm chủng mở rộng phục vụ tiêm miễn phí cho trẻ em Việt Nam dự kiến năm 2017. Việt Nam cũng là một trong 25 quốc gia được sản xuất được vaccine trên thế giới và là nước thứ tư tại châu Á có thể sản xuất vaccine mRNA sau Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc. Sởi và rubella là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên. Hai bệnh này hiện không có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm vaccine là cách tốt nhất để chủ động phòng bệnh hai bệnh này với tỷ lệ miễn dịch tới 95%. Như nhiều căn bệnh quái ác khác thì ung thư có thể dồn con người ta vào hoàn cảnh khốn cùng và nỗi đau đớn mất mát chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Sáu, 42 tuổi ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên mà chúng tôi sắp gửi tới quý vị khán giả trong phóng sự sau có thể không mới vì nó là tình cảnh của rất nhiều gia đình bất hạnh không may mắc bệnh tật trên cả nước. Nhưng nó vẫn là một nỗi nhức nhối mà mỗi người trong cuộc lại có một nỗi niềm riêng. Từ lâu, đây đã trở thành nơi trú ngụ hàng ngày của ba mẹ con chị Nguyễn Thị Sáu. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người chồng. Và nay, lại tiếp tục đe dọa hai đứa con gái, niềm vui duy nhất còn lại với chị. Mình bị bệnh thì nó không sao, nhưng mà các cháu nó còn bé nhỏ quá. Đang đi học, đang tuổi ăn tuổi chơi. Thế mà nó bị mắc bệnh thì dễ tạo thương nữa, khổ. Ánh mắt ngây thơ, sự hồn nhiên của bọn trẻ. Có vẻ như chúng cũng không biết hết bệnh tình của mình. Cháu bị u tuyến giáp ạ. Cứ mỗi ngày đi học là mang thẻ bảo hiểm đi là nếu mà ốm thì xuống khám ạ. Các bạn có bố có mẹ. Thế còn hai chị em thì sao? Tự chăm nhau ạ. Người mẹ này có lẽ đã qua giai đoạn đau đớn nhất. Giờ chị chỉ còn biết lặng lẽ nhìn con bất lực. Còn bây giờ ấy, biết thì cũng chẳng biết làm nào được. Bây giờ kệ nó đến đâu đến đấy. Bây giờ ấy, em muốn kiếm ra tiền nhưng mà bây giờ con như này em chả đi làm được.
mà cứ ôm nhau như thế này thì em chả làm thế nào ra tiền thôi, cũng chẳng biết nói thế nào được nữa. Nông Thị Thanh Hương và Nông Thị Hương Thanh đang được điều trị tại Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Theo các bác sĩ, cả hai bệnh nhi đều bị ung thư tuyến giáp thể tủy rất hiếm gặp và tiên lượng bệnh cũng không tốt. Cái tuyến giáp, cái tuyến nó đóng góp cái chức năng rất lớn với cái sự phát triển cơ thể. Thế mà các cháu nó thì tuổi còn rất nhỏ, hai cháu đều 13 tuổi. Và khi đã chịu một cái phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp thì đương nhiên là cái ảnh hưởng sau này của cháu, các cháu nó là về mặt lâu dài là có. Cái thứ hai là cái tiên lượng thì đối với ung thư tuyến giáp thể tủy thì cái tiên lượng nó không tốt. Hai đứa trẻ rồi cũng sẽ phải sớm xuống Hà Nội để điều trị. Không tiền, người mẹ này chưa biết mình sẽ phải xoay sở ra sao để lo liệu cho các con. Thông thường thời gian học đại học ở Việt Nam hiện nay là từ 4 đến 5 năm. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Đào tạo đã cho biết tới đây có thể rút ngắn thời gian đào tạo đại học xuống chỉ còn 3 năm. Đây là nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học theo khung cơ cấu giáo dục quốc dân vừa được Thủ tướng phê duyệt. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, việc rút ngắn thời gian đào tạo đại học xuống còn 3 năm là một phương án được cân nhắc rất kỹ với mục tiêu giúp người học sớm gia nhập thị trường lao động. Bên cạnh đó, chương trình cao đẳng có thể rút ngắn xuống chỉ còn 2 năm tùy theo từng ngành. Đào tạo thạc sĩ cũng sẽ linh hoạt từ 1 đến 2 năm. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết chương trình đào tạo sẽ được thiết kế cô đọng hơn, chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cốt lõi để trên cơ sở đó sinh viên có thể phát triển tư duy. Tất cả những yếu tố rút ngắn được thời gian sinh viên lưu lại trường, nhưng kiến thức kỹ năng mà sinh viên thu nhận được gia tăng. Nhiều nước châu Âu hiện nay cũng áp dụng thời gian đào tạo đại học trong vòng 3 năm. Riêng chương trình đào tạo tiến sĩ lại có xu hướng nâng cao tiêu chuẩn thời gian đào tạo so với hiện tại. Theo đó, thời gian bắt buộc đào tạo từ 3 đến 4 năm tùy theo yêu cầu của từng ngành và trình độ đầu vào của người học. Nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra gian lận lừa đảo khi giao dịch trực tuyến với ngân hàng thông qua điện thoại, máy tính, Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất đối với những giao dịch có giá trị trên 200 triệu đồng sẽ phải quét ánh mắt giọng nói thì mới có thể cho phép thực hiện giao dịch. Theo đó, đối với các giao dịch thanh toán có số tiền từ 200 triệu đồng trở lên, tối thiểu áp dụng một trong các giải pháp sau: chữ ký số, dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng như khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói, mạch máu. Dự thảo này đưa ra các yêu cầu xác thực theo 4 loại giao dịch, trong đó cơ chế xác thực bằng dấu hiệu nhân dạng sinh trắc học của khách hàng được áp cho loại giao dịch có quy mô lớn nhất. Ngoài ra, dự thảo thông tư còn quy định nhiều nội dung chi tiết như với xác thực bằng OTP, gửi qua tin nhắn SMS hoặc thư điện tử thì OTP gửi tới khách hàng phải kèm theo thông tin cảnh báo để khách hàng bảo mật, thời gian có hiệu lực tối đa của một OTP không quá 3 phút. Để lựa chọn một công việc thì quý vị có thể căn cứ theo nhiều yếu tố như là sự đam mê, môi trường làm việc và một yếu tố cũng rất quan trọng đó là thu nhập. Ở Việt Nam thì ngân hàng luôn là một trong những lĩnh vực có mức lương hậu hĩnh nhất. Và theo báo cáo tài chính tháng 9 vừa qua được công bố, thì mức lương trung bình cao nhất của một số ngân hàng top đầu có thể lên đến 25 triệu đồng một tháng. Lương nhân viên ngân hàng Vietinbank đang ở vị trí cao nhất với trung bình là 24,95 triệu đồng một tháng, trong khi thu nhập trung bình một năm của người dân Việt Nam đang xấp xỉ 50 triệu đồng một năm. Vietcombank là ngân hàng đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng những đơn vị trả lương thưởng cho nhân viên hậu hĩnh. Với việc lãi dòng tăng 40%, tính bình quân, mỗi tháng, ngân hàng trả cho nhân viên 23,73 triệu đồng. Tại BIDV, hiện hơn 24.000 nhân viên ngân hàng này có thu nhập bình quân ở mức 22,93 triệu đồng. Nhân viên Techcombank ở mức 22 triệu đồng, trong khi nhân viên VIB là 19,28 triệu đồng. Một số ngân hàng làm ăn không hiệu quả như Kiên Long Bank cũng có mức lương trung bình khoảng 10 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, nhiều nhân viên ngân hàng nhỏ cho rằng đây chỉ là con số lý thuyết, còn thực tế lương của họ không được như vậy. Thậm chí nhiều nơi chỉ trả khoảng 5 đến 6 triệu đồng một tháng hoặc trả theo doanh số. Lý do mức lương trung bình cao là do lương của nhân sự cấp cao rất lớn, từ vài chục đến cả trăm triệu đồng một tháng. Tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức được đăng tải trên các trang báo ra sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trên trang 3 của báo Lao động có thông tin về câu chuyện cơ sở quá tải khiến cho học viên cai nghiện tại Đồng Nai bỏ trốn trong thời gian vừa qua, sẽ xem xét cho bảo lãnh học viên về nhà.
Tác giả Hà Anh Chiến cho biết sức chứa tối đa chỉ khoảng 800 đến 900 học viên, nhưng hiện nay các cơ sở điều trị ma túy tại Đồng Nai, hiện là xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc đang điều trị cho 1.481 học viên. Tình trạng cơ sở quá tải trong điều kiện chật hẹp, thiếu không gian sống, vui chơi nên khiến học viên ức chế. Đây chính là nguyên nhân được các cơ quan chức năng xác định dẫn đến tình trạng học viên liên tiếp gây rối, bỏ trốn khỏi cơ sở trong thời gian gần đây. Theo ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai, cơ sở cai nghiện ma túy Đồng Nai được xây dựng từ năm 93 đến nay, sau quá trình sử dụng đã xuống cấp nhiều. Quy mô thiết kế tối đa chỉ đạt 800 đến 900, nhưng thời gian qua số lượng đối tượng ma túy bị xử tại Đồng Nai quá nhiều, gần 1.500, dẫn đến không đủ khả năng đáp ứng quá tải. Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, để giải quyết tức thời tình trạng quá tải này, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bố trí khoản tiền 3 tỷ đồng để xây mới 10 phòng, lâu dài sẽ tăng thêm số lượng bảo vệ do hiện nay cơ chế tại cơ sở là quá ít. Trước mắt tỉnh sẽ thành lập hội đồng để rà soát nhằm xác định trong 1.481 học viên ai có thể bảo lãnh để cho về giảm tải cho cơ sở cai nghiện. Còn Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu các ngành cần rà soát và đưa số học viên có nơi cư trú, có bảo lãnh của gia đình tạm thời trở về nhà. Đối với học viên có sử dụng ma túy nhưng chưa nghiện cũng xem xét cho về. Và ngoài ra thì học viên có bản án của tòa đi cai nghiện bắt buộc nhưng có bệnh tật, có bảo lãnh của gia đình thì cho trở về nhà chữa trị cho đảm bảo trong lúc trung tâm chưa thể đáp ứng. Sau nhiều tháng dồn sức để dập dịch sốt xuất huyết bùng phát, ngành y tế dự phòng của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đối diện với nguy cơ nhiều dịch bệnh sẽ căng sau đợt mưa lũ. Sau lũ, sốt xuất huyết và Zika sẽ đáng sợ hơn, đó là lời chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Lào, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng của tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận trên báo Tuổi Trẻ. Liên quan đến công tác phòng chống sốt xuất huyết và bệnh Zika đã ghi nhận ca mắc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bác sĩ Doãn Hữu Long, giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến ngày 5 tháng 11, toàn tỉnh đã ghi nhận 11.700 ca mắc sốt xuất huyết, tập trung chủ yếu ở thành phố Buôn Ma Thuột, Cư Quyên, Krông Park, Madrak. Tính đến ngày 8 tháng 11, toàn tỉnh Đắk Lắk còn nhiều nơi ngập lụt. Bác sĩ Lào cho biết là mưa lũ đi qua sẽ tạo điều kiện cho dịch sốt xuất huyết tăng trở lại. Chỉ cần nắng ráo lên, nước lắng cạn là loang quang sinh ra muỗi vằn sẽ sinh sôi nảy nở. Căng thẳng nhất vẫn là các giếng nước của người dân. Lũ khiến 1.000 giếng sinh hoạt bị nước lũ tràn vào. Nguy cơ khuẩn E. coli tấn công gây nên các bệnh như tiêu chảy, đau mắt đỏ. Ngay sau lũ, chúng tôi đã yêu cầu cán bộ y tế xuống địa phương để phun thuốc tiêu trùng, cấp phát chloramin B 25%, khử khuẩn để tránh lây lan dịch bệnh, giám phát. Trung tâm Y tế dự phòng Đắk Lắk lập 2 đội phản ứng nhanh để xử lý các thông tin liên quan đến virus Zika. Ngoài dịch sốt xuất huyết, thì tỉnh Đắk Lắk vừa công bố dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc. Toàn tỉnh đã ghi nhận trên 350 con trâu bò mắc căn bệnh này. Trên trang 5 của báo Thanh Niên, trả lời phóng viên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám cho hay, tất cả các hải sản đánh bắt trong thời gian qua tại các vùng biển mà Bộ Tài nguyên Môi trường công bố được khai thác đã đảm bảo an toàn do kiểm soát tốt việc không khai thác ở đầm đáy. Đó cũng là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại cuộc họp bàn về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì hôm qua. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh công việc cần được giải quyết rốt ráo tới đây là tìm giải pháp cho hơn 5.369 tấn hải sản còn tồn kho trong dân, sao cho hợp lý, không để lãng phí. Sau khi trao đổi với các bộ ngành địa phương, Phó Thủ tướng giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức tiêu hủy 966 tấn hải sản không đảm bảo an toàn thực phẩm, bồi thường 100% giá trị. Đối với hơn 4.000 tấn hải sản đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng chưa tiêu thụ, thì giao cho các địa phương tổ chức tiêu thụ và được hỗ trợ 30% giá trị. Gần 100 tấn hải sản an toàn nhưng đã quá hạn sử dụng thì chuyển sang chế biến thức ăn chăn nuôi, được hỗ trợ 70% giá trị. Lãnh đạo chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phải có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện vấn đề này. Trong đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có chính sách hỗ trợ cho việc nâng cấp hoặc đóng mới khoảng 1.000 tàu đánh cá có công suất máy từ 90 CV trở lên để ngư dân có thể đánh bắt xa bờ. Thời gian thực hiện sẽ diễn ra vào 2 năm là 2017 và 2018. Trước tình hình dịch do virus Zika diễn biến phức tạp, số ca dương tính với virus tăng nhanh chóng. Trong buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 8 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề xuất thành phố huy động lực lượng học sinh, sinh viên, tổ dân phố cùng nhau tham gia phòng chống dịch để có thể đạt kết quả tốt hơn.
Cần chống dịch giống như hình mẫu của Singapore, phải tiêu diệt hết loang quang thì chắc chắn là mũi sẽ không còn. Chúng ta nên huy động lực lượng học sinh, sinh viên vào thứ Bảy và Chủ nhật, cùng đến các nhà dân, các khu vực công cộng, nhặt vỏ chai, lon sữa, úp các vật dụng chứa nước, xử lý loang quang trong các vật dụng như là bình hoa, bể cá. Mũi vằn là loại mũi quý phái, chúng không những sống trong nước bẩn mà sống cả ở nước sạch chứa lâu ngày. Hoạt động chủ yếu tầm 9 đến 10 giờ sáng, do đó mà khẩu hiệu chống dịch phải là diệt loang quang, như thế mới có hiệu quả, bà Kim Tiến đã chỉ đạo. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đề xuất gỡ vướng mắc cho Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề chi phí cho người phòng chống dịch. Theo Bộ trưởng, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố dịch, vì vậy không phân biệt cộng tác viên hay là cán bộ nhân viên y tế mới được nhận bồi dưỡng phòng chống dịch. Đối với những người làm công tác phun hóa chất diệt loang quang đã được xem là đi vào vùng dịch, do đó phải được hưởng bồi dưỡng trợ cấp theo đúng quy định. Tác giả Trần Huỳnh trên trang 12 của báo Tuổi Trẻ có bài viết sẽ rút ngắn thời gian đào tạo đại học. Mục tiêu tốt, nhưng vấn đề còn lại là gì? Sau bài báo rút ngắn thời gian đại học lợi gì, nhiều chuyên gia nhà quản lý giáo dục đã có những phản hồi xung quanh vấn đề này. Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tự nhiên Đại Quốc gia TP.HCM cho rằng việc rút ngắn thời gian đại học phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là ngành nghề đào tạo. Có những ngành nghề có thể rút ngắn như lĩnh vực khoa học xã hội, kinh tế, nhưng cũng có những ngành nghề không nên rút ngắn thời gian đào tạo, như các ngành nghề mang tính nghề nghiệp, chuyên nghiệp, khoa học sức khỏe. Thứ hai là muốn rút ngắn thời gian đào tạo đòi hỏi cơ sở vật chất của nhà trường phải đảm bảo, đội ngũ giảng viên phải có chất lượng, phương pháp giảng dạy tiên tiến và có điều kiện như thư viện, học cụ phải đáp ứng được yêu cầu. Tiến sĩ Lê Chí Thông, trưởng phòng đào tạo của Đại học Bách khoa TP.HCM thì cho rằng khó đào tạo được hệ kỹ sư trong 3 năm. Ông cho rằng chương trình đào tạo đại học kỹ thuật tối thiểu phải 4 năm, Việt Nam cần xây dựng khung cơ cấu giáo dục theo mô hình đào tạo của nước một nước nào đó xuyên suốt từ mầm non lên tiến sĩ, chứ không nên áp dụng mô hình phổ thông của nước này rồi lại đi theo học mô hình bậc đại học ở một nước khác. Có nhiều ý kiến thì cho rằng nếu cắt giảm chương trình đào tạo từ 4 năm xuống 3 năm sẽ bắt buộc phải tính toán sắp xếp lại các chương trình của các môn lý luận. Bên cạnh đó thì phải cải tổ toàn bộ chương trình, theo đó cần mạnh dạn cắt bỏ những phần học không cần thiết cho ngành học và cần xác định rõ là trường đào tạo định hướng nghiệp nghiên cứu thì chương trình đào tạo phải hoàn toàn khác với đào tạo định hướng ứng dụng. Nếu vẫn giữ tư duy xây dựng chương trình cũ như hiện nay và áp theo chương trình mà buộc phải rút ngắn thời gian đào tạo còn bao nhiêu 3 năm thì các trường sẽ phản đối bởi kiến thức chuyên môn của từng ngành sẽ teo lại, dẫn đến giảng không đủ kiến thức và vẫn chắc chắn là không thực hiện được. Lâu nay, thị trường bất động sản cao cấp vẫn được cho là cuộc chơi của những người giàu, sinh lời cao và ít rủi ro. Song thực tế thì lại không phải như vậy. Phóng viên của báo Giao thông đã đặt ra câu hỏi, người giàu sẽ khóc vì bất động sản cao cấp trên trang 7 số ra ngày hôm nay. Nhận định về thị trường bất động sản hiện nay thì ông Trần Đức Diễn là Tổng Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản Maxland cho biết, phân khúc cao cấp đang có nguồn cung cao hơn phân khúc giá rẻ bình dân. Nhìn bề ngoài có vẻ thực trạng này phù hợp với xu hướng hiện tại, song nhu cầu thực tế bất động sản cao cấp không phải lúc nào cũng đi kèm khả năng thanh toán của khách hàng. Đáng nói là một số dự án cao cấp được tung ra với giá cao chưa sát với túi tiền của người dân, dẫn tới lượng giao dịch khá chậm, ông Diễn cho biết. Theo ông Nguyễn Văn Đức là phó giám đốc công ty bất động sản Đất Lành, mặc dù thông tin báo động về bội thực bất động sản cao cấp xuất hiện từ đầu năm 2016, song dư luận vẫn khá thờ ơ. Cụ thể trong cùng một thời điểm tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã có tới 30.000 căn hộ cao cấp có giá từ 2 tỷ đồng trở lên được tung ra. Nói về sự rủi ro của phân khúc bất động sản cao cấp, ông được cho biết, sức khỏe của thị trường bất động sản mới bình phục lại lao ngay vào bất động sản cao cấp. Cả bên bán lẫn bên mua đều chủ yếu dựa vào vốn vay từ ngân hàng, chưa kể là phần đông nhà đầu tư phân khúc này không phải để ở mà là cho thuê hoặc là bán lại. Vì vậy, trước tình hình này, dường như các chủ đầu tư đã nhận ra nguy cơ bong bóng nên hiện đang tìm cách giãn tiến độ hoặc là điều chỉnh diện tích căn hộ. Vừa rồi là phần điểm báo sáng nay của chúng tôi và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng chú ý khác. Mỗi năm nước ta có cả trăm người bị chết và bị thương vì trượt lở đất. Hàng vạn hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Liệu đã có giải pháp nào mới giúp bảo vệ cho người dân trước loại hình thiên tai này? Trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương, người dân Syria với những nỗ lực sinh tồn trong vùng chiến sự. Câu chuyện cắt tóc bằng nến ở Ấn Độ vì mất điện.
Thưa quý vị, đến thời điểm này thì đợt không khí lạnh mạnh đầu tiên đã bao phủ lấy toàn khu vực Bắc Bộ và đợt không khí lạnh này còn tràn đến cả miền Trung và có khả năng gây ra đợt lũ thứ 3 chỉ trong vòng một tháng qua. Người dân còn chưa kịp khắc phục xong hậu quả của đợt trước thì đợt sau lại dồn dập. Bên cạnh mưa lớn thì sạt lở đất cũng là nỗi ám ảnh của người dân và cũng gây ra biết bao đau thương trong thời gian vừa qua. Chỉ trong phút chốc thì quả quả đồi có thể bị san phẳng, cuốn mọi thứ trên đường đi và người thì mắc kẹt gần như thiệt mạng. Vậy nhưng dù đã được cảnh báo ở mức độ nguy hiểm về vùng trượt lở đất đá, nhưng người dân thì vẫn quyết tâm bám trụ. Chính bởi sự chủ quan của người dân, sự thiếu kiên quyết của chính quyền địa phương khiến cho sạt lở đất đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân hiện nay. Để giúp cho người dân phòng tránh an toàn hơn, sau một thời gian nghiên cứu đo đạc thì Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp cho các địa phương bản đồ trượt lở đất đá. Bản đồ này có ý nghĩa rất lớn bởi vì sẽ giúp cho các địa phương biết được đâu sẽ là mối nguy chính để tiến hành xử lý hoặc là di dân. Tuy nhiên người dân thì vẫn đang phó mặc cuộc sống của mình để sinh sống ở những nơi mà ai cũng biết là sẽ sạt lở. Đây là một trong những điểm sạt lở lớn ở tỉnh Quảng Ninh. Biểu hiện của những khối trượt là rất rõ ràng. Hơn ai hết, những hộ dân sinh sống trên quả đồi này hiểu rõ mức độ nguy hiểm này. Mỗi khi mưa gió đến là chúng tôi cho ở đây thì phải sửa chữa khắc phục lại. Chắc chắn là dân có ở được. Thì đây dân lúc nào cũng sống trong tình trạng hoang mang, lo sợ. Mưa đến lại chạy, tạnh lại về thôi. Tại vì đây tất cả là cái tài sản của mình, không thể bỏ đi được. Nhà nứt, đường sập, nhưng các đoàn khảo sát, kiểm tra cứ đến và đi mà không mang lại kết quả gì. 3 năm nay, người dân sống trong lo sợ, khi ở cũng không được, mà di chuyển cũng chẳng xong. Tâm lý chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, khiến các địa phương chưa kiên quyết trong công tác di rời, bố trí tái định cư. Nay nhà đã sập, người đã mất, thì những công trình như thế này mới được mọc lên. Từ ngày mà tỉnh với thành phố cho xây dựng cái kè này rồi thì dân chúng tôi rất là mừng. Bởi vì chúng tôi không còn phải lo lắng gì nữa. Bây giờ có mưa gió thì chúng tôi cũng không ngại. Bởi vì nó không biết chắc là sẽ không sạt lở được. Đấy, nhà nước đã đầu tư để xây dựng này, dân rất là mừng. Hiện nay là cái quỹ đất của thành phố cũng rất là hiếm để nhằm tái định cư mà... Các đồng chí biết là dân cư nằm rải rác trên địa bàn thành phố thì nằm trên các sườn đồi rất là nhiều thì cũng tồn tại từ lâu. Đấy. Thì hiện nay là thành phố cũng đang rà soát cũng như là đối với những khu sạt lở cao thì thành phố yêu cầu là các phường là có biện pháp di dân ngay. Rút kinh nghiệm từ đợt sạt lở vào tháng 7 năm ngoái khiến 9 người thiệt mạng, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai xây dựng nhiều công trình và thực hiện một đề án di dân ở quy mô lớn lên đến hơn 2.000 hộ. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người dân lựa chọn sống tại những nơi nguy hiểm. Tôi suy nghĩ rằng là bản đồ chỉ là một cái yếu tố cần thôi, chứ phải là đủ. Cái đủ ở đây là gì? Tỉnh ấy, địa phương ấy, là phải sát với thực tế. Và đương nhiên ấy, những nguy cơ sạt lở đấy phải chủ động di dời dân ra trước. Việc này thì chính quyền địa phương, các địa phương là phải làm tích cực thì mới giải quyết một cái tình trạng ảnh hưởng tới cái đời sống của người dân. Quảng Ninh vừa được Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản bàn giao bản đồ trượt lở đất đá. Thiên tai dù bất thường, nhưng nếu địa phương quyết tâm thực hiện việc di dân ở vùng nguy cơ cao sạt lở, chắc chắn cuộc sống của người dân sẽ không còn trông chênh nữa. Các bản đồ của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở là điều tra thực tế kết hợp với cả các cái đặc điểm mang tính khoa học của cái nền tự nhiên. Do vậy nên nó vẫn có cái tính thực tế trong cái việc cảnh báo và với mỗi một cái mức độ nghiên cứu, với mỗi một cái giai đoạn nghiên cứu thì tỷ lệ nghiên cứu, tức là mức độ chi tiết được tăng dần thì dần dần nó sẽ đảm bảo được cái phục vụ trực tiếp cho công tác cảnh báo thiên tai tại địa phương ở mức thôn xã. Dù biết bản đồ chỉ đưa ra những vùng nguy cơ cao sạt lở, nhưng đây là một trong những cơ sở quan trọng để địa phương tiến hành di dân, cảnh báo khi mưa lũ xảy ra. Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa ứng dụng tốt bản đồ này, chưa làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân như tại Yên Bái và Lào Cai trong thời gian qua. Đây cũng là cái bản đồ bước đầu, cho nên là chúng ta cần phải cập nhật và có sự trao đổi thường xuyên giữa cơ quan trung ương với địa phương để chúng ta nâng cao cái chất lượng của cái bản đồ này lên. Cái thứ hai nữa là với cái bản đồ này thì chúng ta có
một cái công việc rất là quan trọng, đó là tuyên truyền phổ biến cho bà con người dân biết rằng là cái vị trí mà chúng ta đang sống ở trên đấy nó có thể có nguy cơ trượt lở như thế nào, và bản thân những người dân đó người ta tự hiểu được và người ta tự có cái biện pháp để người ta phòng tránh cho họ. Đề án điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam là một đề án rất có ý nghĩa trong bối cảnh thiên tai hiện nay. Nhưng nếu chỉ vì thiếu kinh phí hay khó mặc tập quán của người dân thì bản đồ chỉ là đống giấy vụn theo đúng nghĩa, khi số người chết vì sạt lở vẫn không ngừng gia tăng. Và tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, mùng 9 tháng 11 năm 2016. Ngày hôm nay, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ có vào sau 11 giờ trưa mùng 9 tháng 11, theo giờ Việt Nam. Sau cuộc bầu cử, người ta sẽ biết được giữa bà Hillary Clinton, ứng viên Đảng Dân Chủ, hoặc ông Donald Trump, ứng viên Đảng Cộng Hòa, ai sẽ trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Dĩ nhiên đây mới là tạm thời, kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 1 năm 2017, theo quy định của Hiến pháp Mỹ. Bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 12 tháng 11, tại Hà Nội, lần đầu tiên sẽ diễn ra triển lãm ngành thực phẩm, đồ uống, máy móc chế biến bao bì, đóng gói thực phẩm và đồ uống. Triển lãm lần này thu hút 180 doanh nghiệp tham gia với hơn 200 gian hàng đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm sẽ giới thiệu đa dạng và phong phú các loại mặt hàng như rau quả, thủy sản, nông sản, đồ uống có cồn, nước hoa quả, trà, cà phê. Ngày hôm nay, chương trình hòa nhạc Đêm nhạc Haydn và Mozart sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ tại nhà hát thành phố. Vở nhạc kịch nổi tiếng Cuộc sống Paris của nhà soạn nhạc vĩ đại người Pháp Jacques Offenbach sẽ là vở nhạc kịch thứ tư trong số những vở nhạc kịch nổi tiếng nhất trên thế giới được ra mắt khán giả thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, vở diễn sẽ được dàn dựng theo phong cách sân khấu hiện đại Broadway với những màn vũ đạo tưng bừng, hiệu ứng thị giác. Phái đoàn Liên minh châu Âu và đại sứ quán các nước thành viên tham gia Liên hoan âm nhạc châu Âu 2016 sẽ có buổi họp báo giới thiệu chương trình đặc biệt này vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Liên hoan âm nhạc châu Âu 2016 là một bữa tiệc âm nhạc với các thể loại âm nhạc đầy màu sắc từ cổ điển, jazz, rock đến indie pop được trình bày bởi các nghệ sĩ tài năng châu Âu. Xin mời quý vị cùng đến với các thông tin quốc tế đáng chú ý khác trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương. Bất chấp những cuộc giằng co giữa phe nổi dậy và quân chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, cuộc sống ở thành phố từng sầm uất thứ hai của Syria là Aleppo vẫn diễn ra. Bằng nỗ lực khắc phục của mình thì người dân ở nơi đây đã cho thấy là sự sống thì vẫn len lỏi và nảy mầm từ trong đống đổ nát. Sạc ắc quy bằng cách đặt nó ở đằng sau một chiếc xe đạp cũ. Đây là cách sản xuất điện mới của anh Abu Ramo. Chúng tôi không có điện lưới, cũng không có máy phát điện. Tôi là một thợ cơ khí, và tôi đã lấy bình ắc quy từ chiếc xe hơi cũ của mình, rồi đặt nó đằng sau xe đạp để nạp điện. Ắc quy khi đầy có thể dùng để thắp sáng bóng đèn LED. Tôi đang nghiên cứu để nạp đầy điện cho bình ắc quy. Lúc ấy tôi có thể đủ điện để vận hành máy giặt. Kể từ tháng 7, 250.000 người dân ở những thị trấn do phe nổi dậy chiếm đóng ở Aleppo đã bị quân chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad vây hãm. Điều này có nghĩa là họ không được tiếp cận với thực phẩm, với dầu diesel. Và đương nhiên, các nguồn cứu trợ cũng không có cơ hội đến đây. Trong bối cảnh này, họ buộc phải tìm những cách thích ứng mới để duy trì cuộc sống. Khaled Khudia đã tìm ra cách đốt lửa mà không cần tới ga cho chiếc bếp lò này. Chúng tôi bị buộc phải trở lại thời tiền sử. Chúng tôi nhặt những thùng dầu rỗng ở các bãi rác, rồi đục một lỗ lên trên đó làm nơi lưu thông không khí, và đó cũng là chỗ lửa sẽ bùng lên. Phương pháp này giúp chúng tôi tiết kiệm củi mà vẫn tạo ra nhiệt lượng lớn đủ để đun nấu. Cách đó vài con phố, Amir Sadeh đã có cách đối phó với tình trạng giá thực phẩm leo thang. Những chiếc hộp trồng rau trên nóc nhà, chúng vốn là thùng đựng xà phòng. Tôi mua hạt giống và trồng chúng trên nóc nhà. Tôi còn nuôi gà nữa. Hiện giờ tôi đã được thu hoạch mùi tây và rau cải mầm. Sắp tới tôi sẽ có rau chân vịt và củ cải. Khi cuộc vây hãm chưa có dấu hiệu kết thúc, những người dân mệt mỏi ở phía đông thành phố Aleppo chẳng còn cách nào khác là buộc phải thích nghi để sinh tồn. Khi còn nhỏ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng được nghe cha mẹ kể về câu chuyện cổ tích Nàng Tiên Cá của Andersen. Tại xứ sở Kim Chi, cũng có những người phụ nữ được mọi người gọi với cái tên đầy trìu mến là những Nàng Tiên Cá Hàn Quốc. Trái với trí tưởng tượng của nhiều người, họ không phải là các cô gái trẻ xinh đẹp mà phần lớn đều đã lên chức bà.
Thực tế họ là những hyeno, những người phụ nữ có thể lặn sâu tới 20 mét và nín thở trong nhiều phút để bắt các loại hải sản. Hiện tại, hyeno đang nằm trong danh sách xét duyệt mà chính phủ Hàn Quốc đưa lên UNESCO nhằm công nhận thế hệ các thợ lặn biển là một trong số những di sản văn hóa phi vật thể. Chính vì vậy, trong một nỗ lực nhằm bảo tồn, chính quyền đã thành lập các chương trình đào tạo thợ lặn biển. Cụ thể, trong năm đầu tiên đã có 25 sinh viên tham gia. Bây giờ mỗi năm chúng tôi đón nhận khoảng 65 đến 70 người. Và vào năm thứ 8 sau khi thành lập, đã có 430 sinh viên đã tốt nghiệp. Ngày nay, số lượng còn lại chưa đầy 5.000 người, với 2/3 trong đó đã vượt quá tuổi 60. Nguyên nhân khiến cho các hyeno khó tìm được chuyên nhân là do khi nền kinh tế và du lịch trên hòn đảo xinh đẹp này đang trên đà phát triển, thì phần đông phụ nữ trẻ đều muốn lên thành phố hoặc làm một công việc bình thường nào đó. Các con gái tôi có thể làm được nghề này, nhưng chúng không có hứng thú lấy đây làm nghiệp cả đời. Bản thân tôi cũng không muốn dạy chúng vì nghề này thực sự quá cực khổ. Tuy đây là một công việc đầy nguy hiểm và khó nhọc, nhưng họ lại có thu nhập tương đối cao nhờ vào sự yêu thích của người dân xứ sở Kim Chi đối với các đặc sản dưới đáy biển như bào ngư, nhím biển, bạch tuộc và rong biển. Ô nhiễm môi trường hiện nay đang là vấn đề lớn với nhiều quốc gia ở trên thế giới và ngay cả với những thành phố như là Paris của Pháp. Và ngay ở đây thì chính quyền của địa phương thành phố Paris đã phê duyệt dự án triển khai dịch vụ tàu taxi chở khách ở trên sông. Theo đó, công ty khởi nghiệp Sea Bubbles đang gọi vốn để triển khai 10 chiếc tàu taxi chạy bằng động cơ điện trên dòng sông Seine. Đây thực chất là những chiếc tàu cánh ngầm có thân được làm bằng sợi thủy tinh. Phương tiện này có thể chở tối đa 5 người, bao gồm cả người lái. Vận tốc tối đa lên tới 48 km/h. Hành khách có thể gọi tàu bằng phần mềm trên điện thoại giống như ứng dụng Grab hay Uber. Trong tương lai, công ty sẽ thêm tính năng tự lái cho phương tiện này. Công ty này hy vọng Sea Bubbles sẽ trở thành cuộc cách mạng cho ngành vận chuyển hành khách. Nếu thành công ở Pháp, họ cũng hy vọng loại phương tiện này được sử dụng ở các thành phố khác như London, Geneva. Dự kiến tàu thử nghiệm của họ sẽ xuất hiện tại triển lãm CES 2017 diễn ra vào đầu năm sau. Sau các thảm họa tự nhiên như động đất, núi lửa hay thậm chí là các vụ khủng bố đẫm máu, thì các hoạt động cứu hộ các nạn nhân còn đang mắc kẹt là điều vô cùng bức thiết. Tuy nhiên, công việc này cũng gắn liền với những hiểm nguy cận kề. Cho nên đây quả là một tin vui đối với không chỉ những người dân mà còn với lực lượng cứu hộ khi mà các nhà nghiên cứu người Italy đang trong quá trình phát triển một loại robot có tên là Walkman, có hình dáng giống với con người, được điều khiển từ xa và trong tương lai nó có thể thay thế con người thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau thảm họa. Robot mang tên Walkman được trang bị với một hệ thống tầm nhìn, âm thanh và một máy quét laser 3D có thể xoay được. Dù hiện tại, robot vẫn cần các chỉ dẫn từ con người, tuy nhiên các nhà khoa học sẽ cố gắng khiến nó trong tương lai gần có thể đánh giá các nguy cơ và hiểm họa từ môi trường xung quanh trước khi thực hiện cứu hộ. Cho nên, khi phải giải quyết các vấn đề phức tạp trong hoạt động cứu hộ, sẽ có một người kiểm soát nó từ xa. Bên cạnh đó, họ còn nỗ lực phát triển các phần mềm để cải thiện khả năng di chuyển trên các bề mặt gồ ghề của robot. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, robot này được sáng tạo ra nhờ cảm hứng lấy từ tự nhiên. Các nguyên lý trong sinh học đã tạo cảm hứng cho chúng tôi sáng chế ra một robot tiết kiệm năng lượng nhờ vào việc tận dụng năng lượng từ các chuyển động của robot. Nhờ thế mà robot này sẽ có thể sử dụng lâu hơn các robot đang có mặt trên thị trường. Trước khi được đem vào sử dụng trong thực tế, con robot này còn phải trải qua một loạt các bài kiểm tra cần thiết. Một trong những bài kiểm tra cần thiết đó là nó có nhiệm vụ phải tìm kiếm và giải cứu được một người trong một tòa nhà đang cháy. Gần 2 năm trước, hãng di động Motorola đã giới thiệu Keylink, một phụ kiện nhỏ có thể kết nối với các ứng dụng Motorola Connect để giúp cho người dùng có thể tìm thấy chìa khóa hay là điện thoại hoặc là các vận dụng quan trọng khác mà không tìm thấy. Và mới đây thì hãng lại tiếp tục giới thiệu đồng xu thông minh Motorola Connect Coin được sử dụng để theo dõi điện thoại, chìa khóa xe của bạn và nhiều vật dụng khác nữa. Theo đó, Motorola ConnectCon sử dụng Bluetooth Low Energy 4.0. Mỗi đồng xu được cấp điện bằng pin có thể dùng trong thời gian 1 năm và bao gồm một tracker GPS. Trong đó, GPS tracker có thể được sử dụng để theo dõi điện thoại, chìa khóa xe của bạn và rất nhiều vật dụng khác nữa.
Một khi bạn di chuyển ra ngoài phạm vi kết nối Wi-Fi, đồng xu sẽ cảnh báo nếu bạn đã rời văn phòng hoặc nhà mà không cầm chìa khóa hoặc điện thoại. Bên cạnh đó, chức năng máy ảnh có thể được đặt vào đồng xu, cho phép chụp ảnh từ xa. Các đồng xu thông minh cũng sẽ cho phép bạn điều khiển âm nhạc, bỏ qua các bài hát hoặc thay đổi các bài hát hiện đang chơi bằng cách sử dụng phụ kiện này. Và nếu bạn đang gặp nguy hiểm, nhấn nút SOS để báo vị trí hiện tại gửi đến bạn bè và gia đình. Khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều người đã nghĩ ra những giải pháp rất hay. Và đây cũng là một trường hợp của người thợ làm tóc ở bang Karnataka, miền nam của Ấn Độ. Theo đó, trong một lần không thể làm việc được do cúp điện, anh này đã nảy ra ý định sử dụng những cây nến mà ngày thường anh dùng để thắp sáng cửa tiệm thay cho cây kéo. Không ngờ cách cắt tóc có 102 ấy đã được nhiều người đón nhận như một trào lưu mới. Chỉ cần một cây lược nhỏ cùng với một ngọn nến là anh Dasarath Kumar, một thợ cắt tóc 28 tuổi ở làng Shahabad thuộc thành phố Gulbarga, đã có thể hành nghề. Để tạo ra những mẫu tóc như ý muốn khách hàng, anh Kumar thường tỉ mỉ dùng lược bắt từng lọn tóc rồi cẩn thận đốt cháy phần ngọn của tóc với cây nến đã chuẩn bị sẵn. Sau khi hoàn tất kiểu tóc, anh thường gội đầu cho khách và dùng dầu xả để khử hết mùi khó chịu của những lọn tóc bị cháy. Những mẫu tóc lạ mắt do anh Kumar sáng tạo đã nhanh chóng được nhiều người trong làng yêu thích, giúp cửa hàng của anh ngày càng đông khách. Tôi chưa từng nghĩ rằng kiểu cắt tóc này lại được đón nhận đến như vậy. Giờ đây cửa hàng của tôi có rất nhiều khách, không chỉ ở trong vùng mà còn ở nhiều nơi khác tìm đến chỉ để được cắt tóc. Ban đầu tôi không tin dùng nến có thể cắt được tóc, nhưng sau khi thử đến đây thì tôi hoàn toàn hài lòng với dịch vụ này. Hiện tại, cửa hàng của anh Kumar trung bình có khoảng 10 đến 15 lượt khách mỗi ngày. Nhiều khách quen còn trả thêm cho anh những khoản tiền nhỏ nhỏ nhằm thưởng công cho sự sáng tạo của anh thợ cắt tóc trẻ tuổi nhưng có hơn 13 năm kinh nghiệm trong nghề này. Mới đây, một nhóm các nhà cổ sinh vật và sinh vật học quốc tế đã công bố về xác hai chú sư tử nhỏ bị chết trong một chiếc hang ở Siberia, miền Bắc nước Nga, cách đây 30.000 năm. Và điều gây ngạc nhiên ở đây đó là xác của chúng thì hầu như là còn nguyên vẹn sau từng ấy thời gian, nhờ được bảo quản trong môi trường đóng băng vĩnh cửu ở phía Bắc của nước Nga. Hai con sư tử nhỏ được các nhóm nghiên cứu đặt tên là Uyan và Dina chỉ khoảng một tuần tuổi khi bị chết trong hang đá ở Siberia cách đây hơn 30.000 năm. Chúng được tìm thấy trong ngôi mộ băng, bao trùm cả lớp lông, phần mô hay râu. So với sư tử hiện đại ngày nay, Uyan và Dina khá nhỏ, chỉ khoảng 1 đến 2 tuần tuổi. Các nhà nghiên cứu cho biết, xác sư tử Uyan nguyên vẹn hơn Dina, nặng khoảng 2,8 kg, nhỉnh hơn 2,1 kg so với sư tử hiện đại mới chào đời. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không thể xác định rõ Uyan và Dina là con đực hay con cái, vì những con sư tử mới sinh không có đặc điểm giới tính dễ nhận biết. Được biết, những con sư tử hang động cuối cùng sống ở Alaska và phía Tây Bắc Canada cách đây khoảng 14.000 năm. Các nhà nghiên cứu ngày nay không có nhiều bằng chứng về sự tồn tại của loài sư tử này. Do đó, phát hiện đôi sư tử con có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp hé lộ cách sư tử cổ đại sinh trưởng và trông như thế nào khi so sánh với các loài hiện đại. Mỗi khi đến với vườn thú, hẳn rất là nhiều người trong số tôi cũng như quý vị và các bạn đều muốn biết các thông tin liên quan đến những loài động vật đang sinh sống ở đó như là pháp danh, tập quán sinh sống, nơi quần tụ. Hiểu được băn khoăn này của du khách, sở thú Berlin đã phát triển một ứng dụng trên điện thoại di động, trên đó tích hợp mọi thông tin về các cư dân của vườn thú. Với ứng dụng hướng dẫn tham quan sở thú, mỗi khi một du khách đến gần một con khỉ đột, nó sẽ tự động cập nhật thông tin về loài linh trưởng to lớn này. Quy trình tương tự cũng lặp lại với những loài báo, voi hay chim cánh cụt. Cùng lúc ứng dụng còn báo cho du khách biết thời điểm những loài vật này được cho ăn hay lịch trình tham quan. Chúng tôi đã cài đặt phần mềm tạm gọi là hướng dẫn tham quan sở thú. Ở một số khu vực, phần mềm này sẽ truyền tín hiệu tới điện thoại di động của du khách. Nếu họ bật ứng dụng tương ứng lên, ứng dụng sẽ tự động cung cấp thông tin về những loài vật được nhốt ở gần đó. Là ngôi nhà chung của hơn 20.000 động vật, sở thú Berlin là vườn thú lớn nhất châu Âu. Mỗi năm nơi đây thu hút khoảng 3 triệu du khách trên khắp thế giới. Rất nhiều du khách tới thăm sở thú trong thời gian này thích thú thử nghiệm ứng dụng. Ứng dụng này rất hữu ích bởi vì nó cung cấp thông tin tới tận tay du khách. Ngày nay công nghệ rất phát triển và mọi người có thể tìm thông tin một cách tức thì mà không cần phải đọc sách. Không chỉ cung cấp thông tin nhanh, gọn và tiện lợi, sở thú Berlin tin tưởng ứng dụng hướng dẫn tham quan sở thú này sẽ giúp họ giảm bớt chi phí in ấn tài liệu hướng dẫn cho du khách.
Sở thú Berlin cũng cho rằng các bảo tàng, các phòng triển lãm cũng nên sử dụng ứng dụng này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.